MCTV xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Em xin chúc cho toàn thể quý vị các bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé. Ngày hôm nay thì em Sơn đang đi chảy hội và hôm nay thì Sơn đang có mặt tại xã Lâm Thượng của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Và đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay tại nơi đây thì sẽ diễn ra một cái lễ hội còn được gọi đó là lễ hội Pay Tái của người Tày ở Lục Yên mọi người ạ. Và cái lễ hội này thì như trong cái video trước á, thì Sơn cũng có giới thiệu qua rồi. Nó rất chi là đặc biệt, nó có rất là nhiều những cái trò chơi dân gian phải nói là rất là độc lạ luôn. Và ngày hôm nay em Sơn hy vọng rằng là sẽ có nhiều những cái thước phim thật là hay, thật là chi tiết về cái lễ hội Pay Tái này để truyền tải lên cho mọi người xem, để mọi người biết rằng là trong lễ hội Pay Tái của Lâm Thượng này thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì Sơn đang có mặt tại cái khu khá là trung tâm của lễ hội đây rồi các bạn này. Đây, ở bên trong này ấy, thì sẽ là một cái sân gọi là sân trung tâm lễ hội chính ở trong này. Và người đi chảy hội thì khá là đông các bạn ạ. Ngay tại lúc này trước cửa sân trung tâm lễ hội thì mọi người có thể quan sát thấy là cái lượng du khách địa phương cũng như là thập phương ở các nơi đã đổ về đây thì quá là đông luôn. Đó. Còn nghe mang máng thì bên dưới thì đang có những chương trình gì đó. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây là khu vực cổng chính đây rồi. Nhưng chắc có lẽ khó để nhen được vào bên trong quá. Bây giờ Sơn sẽ cố là tìm một cái lối nào đi vào để ghi hình ở bên trong để cho mọi người xem nhá. Mọi người đi chơi lễ hội đông quá cơ. Đi ngút này. Mọi người đang giao lưu văn nghệ hay là làm gì đó ở bên trên sân khấu kìa. Cái này thì chắc là Sơn phải ghi hình từ trên cao xuống thì mọi người mới xem được toàn cảnh kìa. Đó, đây xoay qua cho mọi người xem một chút đã này. Bây giờ Sơn sẽ ghi hình từ trên cao xuống để cho mọi người xem nhé. Khi chúng ta quan sát từ trên cao nhìn xuống thì như các bạn quan sát thấy đấy, mọi người xếp hàng ở bên dưới rất là đẹp, có đủ các màu sắc quần áo trông xanh đỏ tím vàng cũng khá là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái lượng du khách ngày hôm nay đổ về cái sân trung tâm này phải nói là quá là đông luôn. Đấy, Sơn đã cố gắng để mà chen chân vào bên trong để ghi hình cho mọi người xem ở bên dưới nữa, nhưng mà vẫn chưa thể chen được vào bên trong và chỉ có thể ghi hình từ trên cao xuống cho mọi người xem được thôi. Và chắc có lẽ thì Sơn cũng sẽ tìm cách để đi vào bên trong nhá, và sau đó là để xem là còn những cái trò chơi dân gian gì như thế nào nữa thì Sơn sẽ cố gắng để ghi lại cho mọi người xem nhá. Hear me out, hear me out.
myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Lần nhau đi từng bước một thôi. Quá là đông người. Đó. Lượng người trong lễ hội thì đông như thế này đây. Nhưng không biết là những người đã xem được những cái video này của Sơn thì có chia sẻ mạnh tay để được đông người xem như đi xem lễ hội này không. Thì Sơn rất là mong sự ủng hộ của mọi người. Bây giờ thì Sơn đã di chuyển qua bên trong đây rồi. Đây là một số những cái gian hàng mà hôm qua, trong cái video hôm qua đấy, trong video trước thì Sơn đã ghi hình cho mọi người xem dạo trước ấy. Thì có vẻ là ngày hôm nay thì cũng đã thay đổi hơn rồi. Thay đổi ở những cái chỗ trang trí, những cái bố cục trang trí cũng khá là tuyệt vời. Đây, như cái thôn này này các bạn này, những cái thôn khéo lẹn này thì hôm qua thì Sơn cũng có vào để trang trí hộ cho họ một cái mâm gọi là mâm ngũ quả, cũng khá là tuyệt vời ở bên trong. Nhưng mà bây giờ thì đông người quá, Sơn không vào để quay cho mọi người xem được. Lát nữa thì Sơn sẽ ghi hình riêng nhá. Đó, còn những cái thôn khác thì cũng đã rất là nhiều những cái đồ trang trí lên rồi. Đấy, như mọi người thấy chưa? Rất là nhiều những cái đồ trang trí lên để hôm nay là bên ban tổ chức họ sẽ chấm điểm ấy. Cho nên là cũng rất là nhiều thứ được trang trí trang bày lên rồi. Ở phía bên sau sân khấu này thì có một cây cầu khỉ rất là tuyệt vời các bạn ạ. Sơn thì cũng đang đi lại lại ở đây. Và bây giờ thì sẽ quay trở lại phía bên kia. Vừa nãy đi sang thì chưa quay được cho mọi người xem. Đấy. Vâng, chị đi trước đi. À thôi, chị đi sau em đi, em đi trước cho. Chị đi trước bác, cái này em quay. Không, em quay ngược lại. Bây giờ thì đang rùng rình đi trên cây cầu khỉ các bạn ạ. Đằng sau Sơn thì có một bà chị chủ quán lẩu dê ở tại lễ hội của ôi phai thai này. Đấy. Đấy, ôi. Đi cây cầu này là nếu như mà những người mà yếu tim là có khi là cũng hơi ghê đấy. Bởi vì là nó khá là rùng rình. À, mà nhiều người đi lên một chỗ thì nó sẽ bị chìm. Nó sẽ bị chìm xuống và mọi người phải lựa nhau đi. Ôi. Đấy. Đi khá là hay. Khá là thú vị các bạn ạ. Và ở đây thì con suối này có một cái nguồn nước nó cực kỳ là trong. Như mọi người thấy chưa? Nguồn nước nó trong lắm. Và bên trong này thì lại đang tiếp tục các chương trình trò chơi rồi. Ok. Như vậy là đã vượt qua cây cầu khỉ. Con suối rất là trong các bạn. Bây giờ thì Sơn đang quay trở lại sân trung tâm lễ hội để quay các trò chơi dân gian, cũng như là các cuộc thi đấu dê nữa các bạn ạ. Bên trong này thì có họ có trọi dê luôn này, rất là vui. Anh nhầm hai cái. Còn bên đây thì anh đang chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ba mươi người. Bên này thì không biết là trò gì đây. Còn phía bên tròn tròn bên kia thì trọi dê các bạn. Còn gối đôi. Sang đây trước nhá. Sẵn sàng chưa? Đã sẽ sang đây trước để xem là trò chơi gì. Một. À, đi khà kheo đi. Ở đây là đi khà kheo các bạn nhá. Đông quá, chưa chen được vào bên trong. Chị gái cho em hỏi là cái cảm xúc của chị mà khi mà được tham gia cái cuộc thi đi khà kheo này thì cảm xúc của chị như thế nào? Cũng hơi run ạ.
Cũng hơi run. Nhưng mà chưa từng đi đâu, chưa từng là vào vòng trong à. Chị đã từng đi Khà Kheo này nhiều lần chưa ạ? Cũng tập 1-2 lần ở nhà thôi ạ. Lần đầu tiên thi ở đây ạ. Có nghĩa là lần đầu tiên chị tham gia cuộc thi này đúng không ạ? Và chị đã đi được mấy vòng rồi? Chưa được đi lần nào ạ. Chưa đến lượt chị đi à? Chưa ạ, lúc nãy đến lượt nhưng mà họ không đi tham gia thì này không được đi nhưng mà đứng vào vòng trong ạ. À, thế bây giờ chị đã chuẩn bị để đi vòng tiếp theo rồi chứ? Vâng, đến lượt ạ. À, đến lượt chị rồi. Chúc cho chị là đi dập tất giải nhá. Đấy, một bà chị khá là xinh gái các bạn ạ. Bây giờ thì đến lượt chị đi này. Phải đứng lên chiếc ghế kia để lên cây Khà Kheo. Và sau đó thì đó, bên đây một đội và bên này là một đội. Rồi chúng ta cùng đón xem nhá. Ở phía bên kia thì hai anh đang đi. À, anh này chạy. Mặc dù bị ngã ngựa nhưng mà chạy rất nhanh. Đó, và hai chị này. Hai chị bên này thì bị ngã rồi. Và theo điều lệ thì chúng ta thấy là rất là tuyệt vời. Bây giờ thì Sơn đang di chuyển sang khu vực trọi dê. Và ở ngay bên ngoài thì Sơn thấy có một cái chú dê, gọi là các chú dê trọi. Chú này có đeo số báo danh là 06 kìa các bạn kìa. Chú dê này có vẻ cũng rất là to khỏe. Không biết là năm nữa tham gia trọi thì sẽ như thế nào đây. Bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển vào bên trong vòng thi đấu ở bên trong này các bạn nhé. Ở dê số 04. Bây giờ thì Sơn đang có mặt ở trong khu vực trọi dê rồi. Như các bạn quan sát thấy thì có hai chú dê rất là to đang húc nhau kìa. Một chú dê mang số danh 03 và một chú dê mang số danh 04. Trọng tài bị quá chân, quá chân. Có lẽ là như vậy là dê 03 chị thua. Đó là chú dê mang số danh 03 là đã bỏ chạy rồi. Đây là chú dê vừa nãy Sơn quay ở bên ngoài đấy các bạn này. Chú dê này mang số báo danh là 06 các bạn nhé. Bây giờ thì sẽ vào thi đấu vòng bán kết các bạn ạ. Chú dê này có vẻ rất là to và khỏe các bạn này. Không biết là trong thi đấu thì chú dê này thì sẽ như thế nào, có giành được chiến thắng hay không thì chúng ta cùng chờ đợi nhé. Mọi người khán giả đang tập trung ở khu vực trọi dê này cũng khá là đông này, bởi vì một cái trò chơi gọi là dân gian thôi nhưng mà cũng khá là tuyệt vời. Mọi người đang tập trung ở đây để chờ đón xem hiệp thi đấu giữa trận bán kết các bạn ạ. Và chú gọi là dê chiến của chúng ta để cùng chiến đấu trong cái hiệp thi đấu bán kết này thì là sẽ có hai chú dê chiến 05 và 06. Và chú 05 thì cũng vừa mới vào giới và đang được tháo dây. Và chú 06 nữa. Đó, hai chú dê đã được tháo dây rồi. Và vẫn đang lườm nhau thôi. Chưa thấy có sự chiến đấu gì cả. Có lẽ là hai chú dê này đang gọi là dình miếng đã. Rồi. Rồi. Đang gọi là dình miếng nhau đấy. Nhìn thấy nhau là muốn húc rồi. Dê số 05 là ông chủ dê là ông Nông Thiện Hiền ở thôn Trang Phẩm. Và dê số 06 đó là dê ông chủ dê là ông Trần Văn Ánh đến từ xã Liễu Đô. Như vậy là hai dê đang thăm dò. À, đang thăm miếng nhau đó. Có vẻ là không hăng hái cho lắm.
Kim loài á. Có vẻ là không được hăng hái. Hiện nay thì thể hình dây mang số danh 05 của ông Nông Thiện Hiền đang có thể hình cao to hơn so với dây số 06 của ông. 2 điểm cho hai đấu sĩ. Ghi điểm của dây 05. 2-1 cho dây số 05. Bắt đầu là hai dây bắt đầu thi đấu rồi. Không cần phải để trọng tài thúc dây mới thi đấu. Và hai dây đang khóa sừng nhau ở tại góc sới đối diện với bàn thư ký của chúng tôi. Điểm số hiện nay đang tạm thời là 2-1 tặng cho dây dây 05. Dây đến từ dây chủ nhà. Súng ống là đang bắt đầu là bắn nắp rồi. Chú dê mang số báo danh 05 thì đang bắt đầu dựng cỏ. Và dê 06 tránh đòn. Mới chào một cái mà chú 06 kia đã chạy rồi. Rồi. Trọng tài xác định là dê số 06 đã. Các bạn ơi, tất cả những cái chương trình trò chơi dân gian thì nó vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà đến đây thì Sơn chắc là cũng xin phép được tạm thời kết thúc cái video tại đây, bởi vì bây giờ thì nó cũng là buổi trưa rồi, và hai nữa thì buổi sáng ngày hôm nay các trò chơi dân gian nó cũng kết thúc rồi, chỉ còn buổi chiều, và bây giờ thời tiết thì khá là nắng nóng, và Sơn cũng sẽ tạm thời kết thúc cái video tại đây các bạn nhé. Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và quan tâm theo dõi.